xử sao? Tiếp nào. Tình giá chuyện mi quá rồi. Ôi. Dạ muốn tâu Ngọc Hoàng thần là táo ông nội. Ôi. Năm qua thật xui xẻo lại dướng vào tù tội. Ôi. Con cháu mình đẻ ra mà cứ gọi là mồ côi. Ôi. Tiền cứ thế đổ về nên ăn chơi lạc lối. Ôi. Mượn danh nghĩa hợp pháp nên ai cũng thấy tội. Ôi. Sống bày đàn loạn lưng tương lai thật đen tối. Xét nghiệm ADN toàn con của ông nội. Thiền am bị đập bỏ bắt cả đám hết rồi. Bắt cả đám hết rồi. Thành giá Diễm My quá rồi. Trời đất ơi, ông nội mà còn nhớ Diễm My quá con ơi. Ta thấy cũng rối ren không kém người ta báo chí đây à. Rồi bây giờ táo ông nội nè, nói rõ chi tiết cho ta nghe nè. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, hạ thần sống nè, tu là tu, mình tu giả tu nó, đừng kiếm chút đỉnh đó. Trời ơi, thần á, sống á, giống như sung sướng còn hơn cái Ngọc Hoàng nữa đó. Nè hạ thần ăn nè, gà gu ti nè, thấy không, đùi gà nè, không, xúc xích nè, không, bò lá lốt, có luôn bánh tráng trộn mà có trứng cút luôn nha Ngọc Hoàng. Nhưng mà ở chỗ hạ thần tu á là coi như là ca hát suốt ngày, đờn ca suốt ngày. Trời đất ơi, mấy cái đờn mà con cháu của hạ thần mà mua đó nghe, mấy trăm triệu không, Mạnh Thường Quân đổ tiền về. Trời đất ơi, nó sung sướng làm sao. Nhưng á, mà ngặt một nỗi ha, bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng tự nhiên cái bà ghé thăm làm cái gì, bà khui ra làm cái gì, cái chuyện mà gia đình của hạ thần ăn mặn. Bây giờ dân chúng hả, ta nói nó phát hiện hết trơn hết trọi rồi. Mấy đứa nhỏ bây giờ bắt lên công an, đứa nào đứa nấy như cọng muốn thiêu. Còn hạ thần ở nhà thì chăm, có người chăm sóc, đón tận cửa, rước tận giường. Mà hồi hộp cái án thì nó treo ở trên đầu. Râu của hạ thần nó rụng từng ngày. Mong Ngọc Hoàng suy xét cho hạ thần. Ta còn nghe nói là nhà ngươi thị tẩm còn hơn cả ta mà. Muốn thị tẩm ai là kêu người đó có hẳn một cuốn sổ hẳn hoi đúng không? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, hạ thần nói nhỏ có cái phòng riêng, nhưng mà bây giờ bị phát hiện hết rồi. Nhưng mong Ngọc Hoàng suy xét cho hạ thần. Được rồi, tội ngươi ta sẽ lĩnh tội sao. Lui đi, còn ai nữa?